Xin kính chào toàn thể quý chị và các bạn. Hôm nay bên em lại về một chiếc Hyundai Accent số sàn phiên bản đủ đây. Sản xuất 2021 mẫu mới. Xe này nó mới chạy được có 52.000 cây số thôi. Một chiếc xe có màu trắng và nội thất bên trong là ghế da hai màu. Hiện tại thì chiếc xe này đang được bên em chào bán với mức giá là 395 triệu còn thương lượng nhé. Anh chị em quan tâm chiếc xe này liên hệ trực tiếp với em 0941 337 888 hoặc 0978 607 555, xem xe tại Salon Luxury Cả Hải Dương, địa chỉ cơ sở 1, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, hoặc cơ sở 2, số nhà 01 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Phiên bản đủ này được trang bị đèn bi, giải LED định vị ban ngày, 4 la răng đúc kèm theo 4 phanh ABS, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, rồi có gạt mưa tự động. Chiếc xe này cũng đã được lên đèn bi xenon rồi. Đó, xe được dán ni lông vân carbon này, viền cong kính, viền chân kính, rồi một số các cái hõm mở tay này cũng đều được ốp mạ chrome. Bốn lốp nguyên bản theo xe cả dàn nhé. Đây, có đèn bi này, đèn bi xenon này, màu xanh xanh này. Cụm giải LED định vị ban ngày. Trang bị màn hình cam lùi theo xe, có cảm biến sau. Với khối động cơ 1.4 lít số sàn, chiếc xe này nó tiêu hao nhiên liệu vào khoảng hơn 5 lít xăng thôi. Cam kết bảo hành máy số keo chỉ nguyên bản nhé. Đó, củ số là nguyên bản theo xe này. Vô lăng này. 52.000 km. Trần nỉ này còn rất là mới này. Đây, màn hình theo xe. Gạt mưa tự động này. Rồi có cân bằng điện tử chống trơn trượt. Đèn nổ thông minh. Nội thất ghế da hai màu. Đó, hàng ghế thứ hai này có cửa gió điều hòa sau này. Đó, một dàn lốp vẫn đắt 2021 theo xe luôn nhé. Cụm đèn hậu phía sau cũng là công nghệ LED nhé. Đó, có cảm biến sau luôn này. Cửa gió điều hòa. Đây, bên này có cân bằng điện này. Vô lăng rất đẹp. $395 triệu cho chiếc Hyundai Accent số sàn bản đủ đời 2021, chạy 52.000 cây số.